Dạ thưa anh, dạ tôi biết là hiện bây giờ bên Mỹ đó trời cũng lạnh từ 6-7 độ, dạ. Nhưng mà anh đã quãng ngày đường xa anh đi trở về đây thì dự cái lễ 25 năm của Trần Văn Bá, thì xin phép anh cho tôi vài cái cảm tưởng ở trong này. Dạ, kính anh Thanh, cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi để có cuộc phỏng vấn này. Thưa anh, có trừ 6 độ và cách 300 cây số thì thật ra nó không có là bao nhiêu hết. Anh Bá anh đi dài hơn nữa để mà thực hiện cái cuộc đấu tranh giải phóng đất dân tộc mình khỏi ách cộng sản. Thì như mọi năm, mỗi lần đến trong cái ngày giỗ của anh Bá đó, thì ngoài cái chuyện mình ngồi mình nhớ lại người đồng chí ngày xưa, thì nó có một cái phấn khởi là mình thấy cái gương của anh Trần Văn Bá để lại cho tất cả các thế hệ lớn hay là trẻ, nó vẫn còn đó, và nó sẽ nhắc nhở mình là muốn đấu tranh giải phóng đất nước thì phải đi đến cuối con đường của mình, làm hết lòng mình và đi đến cuối con đường. Dạ thưa anh, hình như tôi nhớ là năm nay anh cũng có thông báo là ở bên Rick anh cũng có tổ chức cho cái buổi lễ tưởng niệm của Trần Văn Bá, như vậy có đúng không? Và thưa anh, nếu anh tổ chức rồi hay là chưa, mà nếu anh tổ chức rồi thì anh cho chúng tôi biết là cái số người tham dự được bao nhiêu, và cái thành công của anh ở bên đó như thế nào, và cái cảm tưởng của người ở bên Rick người ta nghĩ gì khi mà anh mỗi năm đều thường tổ chức cái lễ tưởng niệm của Trần Văn Bá ở tại Liège. Dạ thưa kính anh, ở Liège thì có hai cái bảng tưởng niệm Trần Văn Bá. Thì khi anh em chúng tôi tổ chức hàng năm ở một cái công viên, cái chỗ mà cái bảng tưởng niệm nó là chỗ nó đẹp nhất đó, thì cứ hàng năm tổ chức đúng ngày 8 Tây tháng Giêng, dù ngày đó là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư trong tuần. Và cứ mỗi 5 năm thì mời chính khách địa phương đến. Thì ngày hôm thứ sáu vừa rồi, tức là ngày 8 Tây tháng Giêng năm 2010 đó, anh em chúng tôi có tổ chức buổi lễ tưởng niệm giỗ 25 năm anh Bá, thì có ông phó thị trưởng đến tham dự. Và số người tham dự ngày hôm đó khoảng độ 50 người đứng ngoài trời, nó là trong cái công viên, nó lạnh trừ ngày hôm đó trừ 5 độ thì cũng lạnh đối với một số anh em, nhưng mà thật ra nó là một trong những năm ấm nhất đó. Nhưng mà làm ngoài trời và từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối, thành ra tu tập được chừng đó người thì cũng tạm coi là một cái thành công nào đó. Nếu mà đông hơn nữa thì sẽ, dĩ nhiên sẽ quý hơn. Dạ. Dạ, tôi xin cảm ơn anh Trần Hữu Đầu, và cũng xin tôi không ở trong ban tổ chức, nhưng mà dầu sao nữa ở trong Paris này cũng xin cảm ơn nhân dân là một người của Paris này, cảm ơn anh đã đi qua bên này để dự cái lễ của Trần Văn Bá, và hy vọng sang năm cũng sẽ gặp anh nữa, và có thể rằng là chúng tôi sẽ đi qua ở bên Liège để cái dự cái lễ của Trần Văn Bá năm tới do anh tổ chức. Dạ xin chào anh. Dạ, tôi hy vọng là sang năm mình tổ chức dỗ anh Bá tại Sài Gòn. Dạ thưa chị Khánh Trang. Dạ, tôi gặp chị rất nhiều lần ở trong từ các cái cuộc lễ mà tranh đấu, nhất là 30 tháng 4 và của Trần Văn Bá và của Ngày Nhân Quyền, thì không có những cái buổi lễ nào vắng mặt chị hết cả. Hôm nay ở đây cũng là cái buổi lễ của lần thứ 25 năm tưởng niệm Trần Văn Bá, chị cũng có mặt. Chị xin phép được cho tôi được giới thiệu chị với khán thính giả của Đài SBTN, của Hội Văn hóa Người Việt Tự Do và của tờ báo KBC hải ngoại. Dạ xin chị, dạ, chị cho chúng tôi biết cái cảm tưởng của chị. Mỗi năm như vậy chị cũng đều đến, và chị đến khi mà chị đến thì chị hát những cái bài tranh đấu rất tâm tình và rất tình cảm. Thì tôi thấy rằng chị hát những cái bài đó nó vượt ra ngoài cái ý định của cái người viết, tất nhiên là có thể rằng là chị hát hay hơn những cái của người viết người ta diễn tả được. Thưa chị, cái đó là do ở cái chỗ nào mà chị có thể thành công tới trong những cái bài hát của chị đã trình bày như vậy? Dạ thưa anh, em là một người phụ nữ, vợ của một người lính, và năm nay là năm thứ 35 ngày mất nước rồi. Thì những năm mà anh nói là những năm trước là chúng em cũng được đến đây để tưởng niệm Trần Văn Bá, hoặc là Ngày Nhân Quyền, hoặc là những ngày 30 tháng 4 để ngày tưởng niệm mất nước. Thì chúng em đã nói lên những cái gì mà trong người trong nước không thể làm được. Và chúng em nói lên với tất cả cái tâm tình của chúng em, và chúng em muốn cái giữ cái lửa đó mãi mãi và chuyển lửa về cho người Việt Nam, dân Việt Nam trong nước của chúng ta, để có khi nào được
đến thời cơ thì dân con nước chúng ta sẽ nổi lên để hành động và cứu nước, để dẹp tan bọn Việt Cộng tham tàn, tham nhũng, thối nát. Dạ thưa chị, dạ chúng tôi biết cái tinh thần tranh đấu của chị và tinh thần yêu nước của chị là từ ngày mà chúng tôi đã bắt đầu đi ra đây sinh hoạt với cộng đồng. Thì qua những cái bài hát của chị, tôi thấy rằng là mỗi lần chị hát, chính cá nhân của chúng tôi khóc. Đó là một cái điều thành công của chị. Và hôm nay nhân tiện đây tôi xin giới thiệu với tất cả quý vị của trên thế giới, chị Khánh Trang là một con chim đầu đàn của hồi Võ Bị Đà Lạt. Và chị là vợ của một anh quân nhân ở trong Võ Bị Đà Lạt. Và chị không vắng mặt bất cứ một cái cuộc tranh đấu nào của cộng đồng người Việt tự do tại Pháp, cũng giống như tại Âu Châu và tại Dương Mỹ. Bởi vì chúng tôi cũng đã xem một vài cái YouTube và những video của bên Mỹ quay lại, thì chị cũng đã đi qua Mỹ và đi qua châu Âu và các xứ khác có nhiều lần. Tôi xin chị cho biết những cái lần đó chị đã gặp những cộng đồng của mình ở Mỹ và ở châu Âu các nước khác, thì chị có cảm tưởng như thế nào ạ? Dạ thưa, em đã được đi rất nhiều như Mỹ, như Âu Châu và các bên cộng đồng Việt Nam của mình trên khắp thế giới. Và em thấy là cái cảm tưởng của em là cái người Việt quốc gia của mình rất là có lòng. Và tất cả mọi người đều mong muốn có một ngày nào đó đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được dân chủ, nhân quyền và tự do thật sự trên đất nước. Dạ tôi xin hết lòng cảm ơn chị và xin thay mặt tất cả khán thính giả cảm ơn chị đã trả lời những cái câu hỏi của chúng tôi hôm nay. Xin chào chị. Dạ thưa anh, em cũng nhân tiện đây lợi dụng cái buổi phỏng vấn này của anh, em xin kính chúc toàn thể đồng bào quốc người Việt quốc gia của chúng ta trên thế giới được mạnh khỏe và cái cuộc và giữ lửa mãi mãi để cái công cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ đi đến thành công mỹ mãn. Dạ xin hết lòng hoan hô chị và xin chào chị. Dạ, xin cảm ơn anh.